Vâng, trận thiếu thứ 3 trong series thứ 5, Per Sam Sang Rom. Và đây là Hitty của đội 1. Màn hình máy của chip xe là người cầm phô. Truy bệnh Hitty nữa. Thế còn chip boy Roman. Hai hit một phô của Roman. Đây, nếu như đánh ba cung thì phải có một ông Dương A chuẩn rồi. Chứ còn đánh A nhà thì chắc chớt. Vâng, bầy hiêu. Một bầy hiêu 6 con dành cho chip boy. Hai nhà đều trông tranh, nhà cả nhà chim sẻ và nhà gì của lớp 1 đều trông tranh. Vâng, chip boy không đi dò nữa. Vâng, ad đầu là rất sớm. Đó, đúng là Roman. Đi ngang xiên ngoài sự rồi, lộc bất tận hưởng. Mảnh máy của chim sẻ. Florian có đôi voi làm nhà chính rồi. Thêm voi nữa. Có quả phụ. Một bài đang có khá nhiều đồ ăn. Và có một nhiều đồ chưa? Có đồ ăn chưa? Đây thấy thêm một bầy hiêu nữa. Ở nhà thì cũng có một bầy hiêu rồi. Một bầy hiêu to 7 con dành cho một. Hai bầy hiêu đều là những bầy hiêu to. Chim bệnh cũng có hiêu về nhà chính rồi. Thêm bầy hiêu nữa. Hơi xấu xí của bí. Một bài chưa có đồ ăn. Bài của Lý Bệnh là một bài có thế đánh cung, nhưng đồ ăn là hơi ít, chưa đủ đồ. Có, Chí Mệnh đang ít đồ lắm ấy, chưa đủ đồ đâu. Bài hơi xấu, mảnh máy của chim sẻ. Xả thêm 24 dân rồi chứ, phải đang muốn đánh chém ở trận thiếu này. Sẽ dâng chéo, dâng lờ chéo cánh luôn. Bỏ mặc vừa mình chip boy một cánh. Nếu phải dâng chéo, chim mạnh lên không sớm đâu. Thì hai cung bên này may ra mới khỏe được. Đang một bài lên đời ở 940 và lực là khá khỏe dành cho chim sẻ. Có công. Vâng, con giò lên cái công trước. Và sau đó chạy đến cái giáp.
Không, như vậy là lên cái giáp trước cái công rồi. Lực ăn hoàng vẫn đang còn nhiều. Màu 6, như vậy màu 6 là người đầu cánh của Truy Mệnh. Gunny là người cầm quân gì đây? Vâng, gặp đúng ông Sang, à ông Summer. Per Sam Sang Zoom. Màu 5 là người cầm Per. Rồi, chọc chọc dân nè. Gunny dường như muốn đánh cung, đang cơ cấu hốc. Như đúng là như vậy, Gunny là người đánh cung của trận đấu này. Pơ chọc lô 1. Thì như vậy là Pơ trong cánh rồi, Pơ dâng lờ rồi. Vâng, Truy Mệnh cần 100 thực từ kích đời. 12 rưỡi. Một bài rất xấu. Thế thì được, nhưng đồ ăn không có. Đây rồi, vào chăn Pơ luôn. Pơ đang ăn hoang quả. Gặp luôn chăn ăn hoang của Pơ rồi. Màu 8 cũng đã chọc vào nhà của chim sẻ. Màu 8 là tuyệt vời không? Như vậy cánh bên này màu 5, màu 6, bên kia là màu 7, màu 8. Và Pơ đã mất một đạo ăn hoàng. Cần phải tìm thêm. Đây rồi, tiếp tục là 10 con dân nữa của Pơ. Còn chim sẻ đang có một pha chém hiệu quả vào nhà của người đánh chém dâng lờ bên phía của team Thái Bình. Ôi, lọt rất ảo, đáng tiếc. Màu 7, Sang đây rồi, Sang của Hồng Anh. Pơ đang dẫn đường cho chim sẻ vào đúng bãi ruộng của Hồng Anh. Một bãi ruộng bò nhỏ. Hồng Anh mang quân về thủ luôn. Vâng, cả bãi gỗ ở đây luôn. Một pha lọt rất hay. Phải cảm ơn Việt Phim Bờ. Nó sẽ khiến cho Hồng Anh yếu đi nhiều. Hai mươi hai trên 64. Lô 1. 21 rồi. Bị Pơ chém rất sát. Mặc dù Pơ đã mất ăn hoàng, nhưng việc ban đầu Pơ tích được vẫn còn là khá nhiều lạc đà. Chip boy thì sao? 32. Vẫn còn đang khỏe. Cái bên kia Hưng Nhổn là người đánh cung chui hốc màu đầu cánh. Và bắt đầu chuyển châu sọc đơn. Lô 1 đã quyết định đi xài, không thể đánh được nữa. Hai nhà cung bên này quá yếu. Tỷ số là 3-0 cho xe đầu thứ 5. Và chung cuộc là 3-2 về xe dành cho game thủ bên phía của Thái Bình. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn trong những chương trình trực tiếp lần sau của Game TV.